Chị còn nhớ cái con bé hôm qua em gặp không? Cái con bé đấy thì nhìn thì cũng được nhưng mà tâm hồn lại hơi nhỏ. Em thì thích những người có tâm hồn. Tâm hồn đẹp à? Hả? Đẹp hay không ấy thì buôn chuyện ít thôi, ngồi đấy làm việc đi. Dạ vâng ạ. Chị thấy lão sếp nhà mình không? Ngứa cả mắt, cứ đen đen bẩn bẩn xong ngu ngu ngơ ngơ. Cái tướng ấy chỉ có đi làm lao công, làm bảo vệ thôi. Không phải là vì con chủ tịch thì còn lâu mới ngồi vào cái vị trí ấy. Bé thôi, sếp nghe thế bây giờ. Em sợ gì, có sao nói vậy chứ. Mày có gan ý, thì mày nói thẳng vào mặt sếp luôn đi. Tò mò. Ngay kể cả ông có mặt ở đây em sẽ chỉ thẳng mặt em nói luôn. Sợ gì em chỉ thẳng. Mặt tôi đây, cậu có gì muốn nói cậu nói đi. Báo cáo sếp là, ý em là chỉ muốn nói là sếp sếp rất đẹp trai. Đã đẹp trai lại còn tài giỏi. Nhờ có sếp một công ty mình mới vươn tầm và phát triển được như ngày hôm nay ạ. Nhưng mà có một điều cậu không biết ý, là hôm nay cậu sẽ bị trừ 50% lương, cậu biết chưa? Chị ơi, chị xem lại hộ em cái đống giấy tờ để em gửi khách hàng với ạ. Mang về đi nhá, hết giờ rồi. Mai quay lại. Còn 30 phút nữa mới hết giờ cơ mà. Đã bảo là mang về đi, hết giờ rồi. Ngứa mắt. Đấy, trưởng phòng ạ. Em giả anh cái đống giấy tờ mà anh giao cho em làm. Em đã rất muốn hoàn thành sớm. Thế nhưng mà cái chị Trang bên kế toán ấy, chị lại cứ hạch sách, chị lại cứ đè đầu cưỡi cổ rồi làm khó làm dễ em. Nói chung là em không làm nữa, em giả anh ấy. Anh muốn giải quyết thế nào giải quyết. Trời ơi, hôm nay vợ chồng mình về sớm nhé, ăn đồ nướng đi. Đi thì đi chứ. Cậu Tôm này, trước khi về cậu làm hết đống giấy tờ này đi nhá. Vâng, đi thôi. Chị ạ, báo cáo chị, đây là cái anh Tú trưởng phòng và chị Trang kế toán lại bắt chẹt em, xong rồi bắt nạt nhân viên mới. Ê, cậu có vấn đề gì với em trai và em dâu tôi hả? Ôi dồi ôi, này, nhà hàng xóm có chuyện gì mà lại úp tí mẹt lên nhở? Như là đánh nhau hay sao ấy? Ai ốt thì mà. Tôi chạy sang xem. Điên là chuyện nhà người ta, ông chạy sang làm gì, lắm chuyện. Ta buồn cười, nó cãi nhau bình thường thì không nói, đằng kia nó đấm nhau rồi. Không qua vội mà qua mạng xảy ra thì hối không kịp đấy. Đợi tôi tí. Many, many minutes later. Ôi dồi ôi, bà ơi. Này. Cái con vợ nhá, nó đang chói thằng chồng lại, rồi toàn đùm nó đấm rồi. Cái cớ sự làm sao mà nó đánh? Là dư lai, con vợ phát hiện thằng chồng ngoại tình. Bây giờ nó bắt là khai ra cặp với con nào không có khác. Để tôi sang xem thế nào. Này. Một mình tôi qua biết tình hình được rồi. Bà sang hóng hớt làm gì? Thì tôi sang xem nó có khai ra tôi hay không. Đương nhiên là khai ra bà. Lan ơi, ra gặp anh đi Lan ơi. Ước gì em là cục xương, anh là con chó thương Lan cả đời. Ước gì em là miếng dồi, anh là bát mắm chặt dồi cả đêm. Lan ơi, anh yêu em. Kể từ ngày cậu đi đây nhiều quá, hay Lan nghỉ việc rồi nhá. Lan ơi, anh nhớ em như sắt nhớ mình, như hình nhớ bóng, như nóng nhớ quạt, như hạt nhớ cây, như thợ xây nhớ đống gạch, như động mạch nhớ kim tiêm, như que diêm nhớ điếu thuốc, như... Thôi, cậu đi về đi nhá. Ở đây làm gì? Nhưng mà em sẽ quỳ để ở đây cho đến khi Lan quay lại. Bây giờ con gái người ta không thích tỏ tình kiểu này đâu nhá. Bây giờ ấy, con gái là thích một cái cục xong đập thẳng vào mặt, cậu hiểu chưa? Thế để em đi lấy cái gậy. Ui này, không phải lấy gậy. Ý của tôi ấy là cầm hẳn một cục tiền rồi đập thẳng vào mặt, cậu hiểu chưa? Khi mà cậu có tiền ấy, cậu mua Lexus này, cậu đi ra đường cậu hạ kính xuống ấy, hàng trăm hàng nghìn em chân dài sẽ nhìn say đắm cậu luôn, cậu hiểu chưa? Em hiểu rồi ạ. Ê, Lan ơi ạ. Dạ sếp ạ, em mới có món quà nhỏ em muốn biếu sếp ạ. Hôm nay là cái ngày gì mà quà cáp linh đình như này? Ui, cần gì phải ngày gì ạ? Em chỉ muốn tỏ cái lòng biết ơn của em với sếp thôi ạ. Cậu này đúng là chu đáo. Tôi có làm được gì cho cậu đâu, cậu có quá lời thế nhở? Sếp lại cứ khiêm tốn ạ. Dạ, thưa sếp, em tự nhận thức được mình là một cái người có năng lực hạn chế, cục xúc nóng nảy. Mấy tháng nay rồi, em không mang lại được cho công ty hợp đồng nào cả. Ây, thế mà sếp vẫn giữ em lại. Em đội ơn sếp ạ. Cô nói gì cơ? Năng lực hạn chế. Vậy mấy tháng nay toàn ăn với chơi, tại sao không ai báo cáo cho tôi việc này? Hả? Là như nào sếp nhỉ? Là như thế nào nữa? Cậu nghỉ việc ngay cho tôi. Làm ăn như cái quần què ấy, mà còn trơ mặt nhận lương công ty, không biết nhục à? Mà còn trơ mặt nhận lương công ty, không biết nhục à? Lượn ngay. Quá.
Chào hai anh chị. Hôm nay tôi gọi anh chị đến đây ấy là để nói qua về vấn đề học tập của cháu Tôm dạo này là rất sa sút anh chị ạ. Cụ thể nó là như thế nào ấy thầy nhỉ? Cụ thể thì bây giờ tôi sẽ cho anh chị thấy luôn. Tôm, cho thầy biết hai bà Trưng cưỡi gì để đánh giặc. Cái này tôi biết. Cưỡi Exeter đúng thầy. Cưỡi Exeter đúng thầy. Bắt đi thôi. Sợ bị nổ lốp do giặc giải đinh thì còn phải đi taxi. Chuẩn. Thế Tôm cho thầy biết mối quan hệ giữa Quang Trung và Nguyễn Huệ. Quang Trung với Nguyễn Huệ là hai ông hàng xóm gần nhà mình con ạ. Thì chú Trung với chú Huệ phải học chung trường cấp 3, trường Nguyễn Du với bố còn gì nữa. Đúng rồi, chữ thầy giả hết cho thầy rồi. Bố mẹ ơi, chữ thầy giả hết cho thầy rồi thì bố mẹ bảo thầy trả tiền học phí cho gia đình mình đi, cuối tuần con đi du lịch chứ. Được. Này, nhớ mời ông Nguyễn Huệ với Quang Trung đi nhá, mua thêm rượu tối nha. Cậu ngồi đi. Dạ, báo cáo bác là như này ạ. Ừ. Con với em nhà mình yêu nhau đã lâu, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên con có cơ hội được đến là diện kiến bác. À. Vì là lần đầu con không biết bác thích cái gì nên con chẳng chuẩn bị gì. Dạ không đúng đồ bác thích để đổ cho chó thì lợi phí ra. Bác thì tuổi tác là như nào ạ? Canh Tuất 1970. À, thế bác là con chó đấy. Thì bác gái của mình thì thế nào ạ? 1975, Ất Mão. Nhưng mà bà ấy qua đời rồi. Mão, Tuất, chó treo mèo đậy là kỵ nhau lắm. Lần sau bác lấy vợ thì bác phải xem tuổi ấy cho nó kỹ càng vào, không để ngoẻo phát nữa đấy. Mà bác này, bác xem thế nào cho con với Thu là đến với nhau sớm, chứ để lâu rồi bầu thịt nó thiu ra. Tôi thấy cậu với con gái tôi là không hợp nhau tí nào đâu. Tôi không hợp, con là xỉu, em nhà mình là ngộ. Sau này lấy nhau về là thành đầu trâu mặt ngựa, cô mà phải nắm chụp phải thiệt hạ, lúc đấy bác là người hưởng lợi. Cút, cút ngay ra khỏi nhà tôi. Hay để con giới thiệu cho người nào hợp với tuổi chó bác. Cút, không lấy nhau, cút. Bực cả mình. Hả? Trời ơi. Em ạ, thiên thần ở đâu mà lại làm đây xuống này? Anh chỉ được cái rượu nói thanh người thôi. Em ạ, có rượu nhợt thì nó mới ra lời thật lòng. Quát không lòng vòng, chỉ muốn nói yêu em. Thầy ơi mà. Chỉ biết tắm biển này. Ôi, tại sao bà lại đây? Tôi đã chia tay bà từ 2 tháng trước rồi cơ mà. Nè, chính anh hôm qua là người mời tôi vào nhà nhá. Không nói nhiều nhá, con quỷ cái này, cút. À, hôm qua còn nói người ta là thiên thần, nay lật mặt nhanh thế. Nói chung là, tôi lại bảo nhá, giờ chia tay rồi thì bà về chưa? Đuổi đúng không? Đuổi đúng. Ôi ôi, thiên thần ơi.